Kính thưa quý vị, người dân Hoa Kỳ đắp tượng tuyết để tôn vinh các vị tổng thống, tin từ Minnesota. Nhân dịp kỷ niệm ngày President's Day vừa qua, hai công dân tại Hoa Kỳ đã sử dụng tuyết trắng để tạo thành những bức tượng tôn vinh các vị lãnh đạo quốc gia. Theo anh David Holmes đến từ Minnesota cho biết, anh vẫn thường chơi đắp tượng tuyết ngay trước sân nhà và chủ đề chính mà anh thực hiện năm nay chính là đỉnh núi Rushmore, khu kỷ niệm quốc gia của Hoa Kỳ, nơi có các hình tượng của các đời tổng thống Hoa Kỳ. Với tên gọi là đỉnh núi Snowmore, tác phẩm của Holmes đã được đắp lên từ tuyết với đầy đủ hình ảnh của các vị tổng thống gồm George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Theo người đàn ông đến từ Minnesota này cho biết, anh đã bắt đầu đắp núi Snowmore từ hồi tuần trước. Tuy nhiên, quá trình này tiêu tốn khá nhiều thời gian và điều kiện thời tiết không cho phép. Cũng trong dịp cuối tuần vừa qua, một công dân khác ở Towson, Maryland đã tạo ra một bản sao bằng tuyết của bức tượng Tổng thống Abraham Lincoln tại tượng đài Lincoln ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tượng đài Lincoln là một địa điểm điển hình khi đến thăm thủ đô của Hoa Kỳ. Tác phẩm này đã được thiết kế và thực hiện bởi nhà điêu khắc nổi tiếng Daniel Chester French.